Xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm cái món pate gan cấp tốc luôn. Pate gan chay rất là nhanh và dễ làm nha các bạn. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện Nhung nha. Nhờ Nhung sẽ cắt bánh mì nha các bạn. Bây giờ Nhung sẽ chát vô đây. Cho xíu nước tương. Bây giờ mình sẽ cho hành vô đây nha các bạn. Thì các bạn ở nhà mình có cái gì mình ăn cái đó. Rau cho ngò rí vào, ớt, dưa leo là mình không thể thiếu được các bạn. Mình sẽ cho dưa leo vào đây luôn, mình ăn luôn cho nó ngon. Nhiều Nhung mời các bạn nha. Gia vị gồm có ở đây là hạt hoa hướng dương, Nhung sử dụng 400g nha các bạn, cái này tới 650g lận. Đây là bơ, Nhung có dùng ở đây là 150g. Đây gia vị ở đây là hành khô, tỏi khô, bột nêm, muối, đường. Đây là cacao. Gồm có đây là bánh mì. Đây là cà chua. Có hành đó các bạn. Ngò rí. Không có đây một cái ớt nữa. Bây giờ Nhung sẽ đi cân hạt hoa hướng dương nha các bạn. Nhung cân 400g. Nhung có cân đây là 400. Bây giờ Nhung sẽ cho vào cái máy xay cà phê các bạn. Mình xay cho nó nhuyễn ngay nha. Rồi chuẩn bị xay các bạn. Rất là nhanh luôn. Rồi nó cho cái chảo đi luôn các bạn. Có cái máy xay cà phê rất là nhanh luôn các bạn. Xay rất là nhuyễn luôn. Giờ các bạn cái nêm nếm vô trong cái chảo này luôn nha các bạn. Chúng cho một muỗng canh đường. Tùy thích các bạn nêm nếm nha. Nửa muỗng canh muối. Một nêm thì chỉ dùng một muỗng canh, một nêm. Tỏi khô thì Nhung sẽ dùng một muỗng cà phê. Ở nhà mình có đồ khô dễ tiện lắm các bạn. Các bạn cần nhất là tỏi, tỏi khô với le hành khô, gừng khô. Trong nhà mình cần nó dễ. Cho một muỗng cà phê, hành khô. Bây giờ Nhung sẽ dùng cacao. Nhung sẽ dùng 3 muỗng canh nha. Chị thích các bạn. Nhưng mà nó rất là thơm, bạn đừng có lo nha. Cho cái màu nó đẹp. Giờ sẽ trộn đều lên. Có tỏi khô, hành khô, thơm. Thì các bạn, nếu mà các bạn thích cho sữa hoặc là nước cũng được nha các bạn. Mà Nhung xưa nay Nhung dùng sữa, đây là 3,5. Nó có độ béo. Bây giờ Nhung cứ cho vô đây Nhung trộn trước. Các bạn canh sao mà khoảng chừng 200ml thôi.
mình trộn ở ngoài trước á, cho nó đều, nó có màu, có cao, mình coi nó có đẹp chưa nha các bạn. Đây là 200ml nè, các bạn thấy nó còn vừa rồi ha. Giờ Nhung sẽ bắt cái chảo lên bếp nha. Giờ Nhung bắt lên bếp rồi nè, cho nó nóng rồi nó chín luôn cả đây luôn các bạn. Bơ vào nha, các bạn nhớ để lửa nhỏ thôi, cho bơ vào. Mình cắt ra vậy nè, cái nó tan chảy qua cho cái lại pate rang. Vậy là xong rồi đó các bạn. Cái màu đẹp ghê lắm, vừa rồi đó. Bây giờ pate rang mình đã làm xong rồi các bạn. Pate rang chay trông rất là hấp dẫn và thơm nữa này các bạn. Nhanh lắm, cấp tốc luôn. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha. Xin chào.